Linh Motor xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ, gặt hái được thật nhiều thành công. Đấy, thì hôm nay là mình đang có một chiếc động cơ 7,5 kW 10 HP, 36 danh. Tốc độ của nó là 1.400 vòng một phút. Đấy, bước vào dây của nó là xếp đơn nha các bạn nhé, xếp đơn. Bước 8, 10 và 8, có nghĩa là một bối đôi và một bối đơn đấy. Thông số con này thì là chiều dài của Citator này là 15,5 cm này các bạn này. Đấy, chiều rộng là 13,5 cm nha các bạn nhá. Thì các bạn, cái con này thì là dây của nó hơi nhỏ, tại vì là mình thấy rãnh của nó cũng rất là nhỏ đây này các bạn. Đấy, nó quấn đi 35 vòng một rãnh. Dây 0,80 cộng với dây 0,90, các bạn có thể quấn hai dây 0,85 cũng được. Đấy, và chạy tam giác nhá, đấu A bằng 1, đấu song song A bằng 1, đấu lối tiếp A bằng 1 đấy. Thì cái cách vào dây thì là cũng mình cũng có nhiều clip vào dây liền khuôn rồi, rồi là vào dây không liền khuôn nữa thì cũng có hết rồi. Thì nhiều bạn cũng hay hỏi mình, bảo là anh cách quấn dây liền khuôn lên khuôn nó như thế nào. Thì hôm nay là mình sẽ quay một cái clip để quấn một pha dây ở trên cái khuôn liền khuôn của mình để cho các bạn xem và tham khảo nha các bạn nhé. Nếu các bạn mà thấy clip mà hay, ý nghĩa thì là đừng quên là đăng ký kênh và cho mình xin một like, chia sẻ để ủng hộ cho Linh Motor nha các bạn nhé. Đầu năm không biết các bạn việc như nào, nhưng mà mình đi việc thì nó cứ nhỏ nhỏ giò giò như thế này thôi. Đây, bên trong kia đa số là những cái động cơ 7,5 kW rồi 3-4 kW là nhiều. Từ đầu năm đến bây giờ con to nhất của mình mới đến là 25 HP thôi, 18,5 kW thôi các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ quấn lên khuôn cho các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Mình giới thiệu, mình tên là Linh. Đấy, Linh Motor, Linh Motor Yên Bái. Thì là trong cái xã hội bây giờ ấy, thì là mỗi người một công việc nó khác nhau. Đấy, nhiều người làm những cái công việc nặng nhọc mà hay phải dùng đến sức khỏe nhiều ấy. Sức khỏe nhiều ấy thì rất nhiều, đa số là nhiều người là bị gặp phải những cái chứng bệnh là đau nhức xương khớp này, rồi là đau thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ, đau dây chèn ép dây thần kinh chẳng hạn ấy. Thì mình thì ở Yên Bái đấy, thì cũng có một cái bài thuốc đây này các bạn ạ. Đây, bài thuốc này chuyên đặc trị về các bệnh là xương khớp đấy. Thì rất là nhiều người mà mắc phải những cái chứng bệnh này, thì kể cả là đi các mọi người mà cứ đi bệnh viện chẳng hạn, đi bệnh viện thì chữa bằng thuốc tây thì nó cũng không thể khỏi được. Các bạn có chữa đến mấy chục năm thì nó cũng không bao giờ khỏi được luôn. Đối với những cái bệnh đau nhức xương khớp như thế này ấy, thì đây mình có cái bài thuốc này, thuốc nó rất là tốt, rất là hiệu quả ấy. Thì hôm nay là giới thiệu đến mọi người nó như thế. Nếu mà ai mà gặp phải những cái chứng bệnh về vấn đề về xương khớp thì là có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại là 0912 377 591, thì là để được gọi và được nếu mà cần mua thuốc ấy, thì là mình sẽ gửi đến tận nhà cho mọi người. Đây là cái thuốc này, thuốc nam nhé các bạn nhé. Đấy, thuốc nam, thuốc nam gia truyền đây các bạn. Đấy, của cái này là của đồng bào vùng Tây Bắc người ta làm ra. Thì thấy bài thuốc nó hay ấy, thì là mình muốn giới thiệu và chia sẻ đến các bạn. Nếu mà ai mà đang bị đau nhức và những cái bệnh như thế thì là có thể là liên hệ đến mình, thì là mình sẽ gửi cho. Thì cái thuốc này thì rất là nhiều người đây. Đấy, nhà mình cũng đang gói thuốc đi để gửi này các bạn này. Đây, cái đơn này là gửi đi quận Đống Đa, Hà Nội. Đấy,
Còn ở đây nữa thì là gửi đi Thanh Hóa. Đây Thanh Hóa này các bạn này. Thì cái thuốc này thì là rất nhiều người đã nhờ mình gửi cho rồi, thì là mình cũng gửi cho đa số là rất nhiều người, hầu như khắp các tỉnh, bạn bè khắp các tỉnh, nên là ai bị đau thì đa số là mình cũng đã gửi cho hết rồi. Mà họ uống thì thấy là rất là hiệu quả, chứ không phải là như thuốc Tây. Thuốc Tây thì các bạn là cứ có đi nằm viện đến cả hàng tháng rồi mà nó cũng chẳng đỡ được một tí nào, mà tốn rất là nhiều tiền, tốn rất là nhiều tiền. Thì hôm nay là mình chia sẻ đến như vậy, nếu mà ai mà xem được clip này mà cũng mắc với những cái bệnh như ở trên ấy, thì là có thể là liên hệ mình để mình gửi đến tận nhà cho. Đấy, thì cảm ơn mọi người đã xem clip nhé. Còn là cứ đau mà cứ cố chịu mãi thì là nó cũng sẽ rất là hại sức khỏe. Đấy, không tốt. Không có thời gian để làm việc nữa, nên là nhiều khi là nó rất là bực mình và khó chịu. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nhé. Nếu mà ai mà gặp phải những cái vấn đề như vậy thì là có thể là liên hệ với mình ở số điện thoại ở bên dưới. Bên dưới cái góc bên phải của màn hình ấy, là mình sẽ ship đến tận nơi cho. Ok các bạn nhé. Đây, mình đã đo khuôn và mình cuốn sẵn lên đây rồi các bạn. Đấy. Thì cái này là mình sẽ vào dây như ở trong những cái clip khác ấy. Clip trước rồi ấy, thì mình khi mình cho dây, cái dây mà đầu để mình đấu ra nguồn thì là thường thường là mình để ở bên ngoài. Thì mình sẽ tiện cái bước 8 này trước. Xong đến bước 8, 10. Xong bước 8. Rồi 8, 10. Thì cái bước 8 này của mình ấy, thì nhiều bạn mà cứ nếu mà tiện cái này mà tiện cho nó bằng nhau ở đây, bằng với cái rãnh 8 này ấy, thì là khi mình cuốn dây mà mình vào dây xong thì là cái bối dây của mình nó sẽ không được đẹp. Cái vai 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 dây mà mình cuốn xong ấy nó sẽ không được đẹp. Thì bây giờ mình sẽ quấn nha các bạn nhá. Không biết là mình quay có một mình nên là nó hơi khó. Đây thì các bạn có đi hai dây này, thì mỗi một bối là nó sẽ phải sang ba cái ống gen. Thì các bạn luồn luôn vào đây cho mình nhá. Đấy, luồn ba cái ống gen vào trong này trước. Bạn đợi mình chút. Đấy, xong là mình cứ quấn xong một tép dây của mình là mình lại ngắt một ống gen lại nhá. Mình sẽ quay một pha để cho các bạn là tham khảo. Quấn liền khuôn như này thì mình chỉ phải quấn 3 lần thôi. Đây, mình không có cái góc nào mà để đặt được cái camera cho nó, cái điện thoại cho nó rõ, thì mình để tạm ở đây nhé các bạn nhé. Đấy, thì cái đây cái rãnh bên ngoài cùng này của mình là rãnh số 8 này, rãnh bước 8 đấy. Thì bây giờ mình sẽ quấn đây các bạn, quấn luôn từ rãnh này này 35 vòng một rãnh. Rồi 35 vòng thì các bạn lại cố định cái dây nó lại. Rồi. Cái tép bước 8 rồi ấy, thì các bạn để ý này. Đấy, mình sẽ ngắt cái ống gen ở đây luôn. Để ống gen sang sang cái bối tiếp theo nhá. Xong mình lại quấn 35 vòng tiếp. Rồi, 35 vòng.
bước 8 đơn là mình quấn trước này, xong bây giờ là bước 8 10 này. Bước 8 10 thì là một bối này là bối đôi. Thì các bạn không sang ghen nữa, các bạn lại tiếp tục các bạn quấn luôn. 35 vòng. Một dãnh. Rồi, 35 vòng. Đấy, sang là cái được tiếp tục một bối đôi nữa rồi đấy các bạn. Đấy, xong bối đôi rồi ấy, thì bây giờ tiếp tục đến là mình lại đến cái bối đơn 8. Bối đơn 8 ấy, thì mình lại ngắt cái ống ghen lại cho nó quấn theo luôn nhé các bạn nhé. Vòng. Rồi ok. Đấy, xong cái bối đơn 8 rồi thì các bạn lại còn một cái ống ghen cuối cùng nữa. Khi mà mình luồn vào bên trong rồi ấy, thì các bạn lại ngắt nó. Đây, để cho nó sang cái bối 8 10 ở cuối này. Bối cuối cùng của một pha đấy. Quấn liền khuôn này nó phải sang ba cái ống ghen. Bình thường như khi các bạn mà đấu lối tiếp xong ấy, thì nó sẽ ra là có 9 mối lối tất cả đấy. Rồi, như vậy là mình đã quấn xong một pha rồi. Xong bây giờ là mình cắt nhá. Rồi cái dây này nó đang thẳng ấy, thì là các bạn lại tiếp tục các bạn luồn tiếp ba cái ống ghen vào nữa để mình quấn cho cái pha tiếp theo. Xong các bạn cài dây vào đâu nó đỡ bị cong dây, mình luồn và nó sẽ dễ hơn, tại vì dây của mình nó đang thẳng mà. Đấy, ok các bạn nhé, bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Quấn xong được rồi đây các bạn này. Đây là xong là được một pha của con động cơ 7,5 kW của mình. Bây giờ các bạn quan sát lại cái khuôn của mình nhá. Nếu mà cần thiết thì các bạn mang ra thợ tiện, họ tiện cho. Rồi. Đây là cái khuôn gỗ của mình các bạn. Đấy, dùng thoải mái chắc chắn nhé, không sợ bị cong. Mình chỉ cần vít đây nó cũng không bị cong cái đầu này của mình. Đấy, các bạn quan sát này. Bước 8 này. Bước 8 10 này, xong lại bước 8 này. Xong bước 8 10 này. Cứ một bối đơn xong lại đến một bối đôi, xong lại đến một bối đơn, xong lại đến bối đôi. Đấy, thì các bạn để ý thấy không, cái bước 8 của mình nó sẽ cao hơn cái bước 8 này nha. Nếu mà các bạn tiện bằng cái bước này ấy, thì quấn và nó sẽ rất là xấu. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của Linh Motor nhé. Thì anh em nào mà chưa hiểu thì có thể là tham khảo thêm cái cách của mình làm nó như thế nào, thì mình chia sẻ với anh em như thế. Nếu thấy clip nó hay thì đừng quên là đăng ký kênh và ủng hộ cho Linh Motor nhé các bạn nhé.